gặp lại các bạn trong video của Chiến Tà Mobile. Trong cuộc sống rất là hiện đại của chúng ta bây giờ, những cái sản phẩm nội thất đa năng và tiện dụng luôn là sự ưu tiên hàng đầu của tất cả người tiêu dùng, đúng không nào? Và có rất là nhiều sản phẩm thông minh rồi sản phẩm gấp gọn, nhưng mà ngày hôm nay thì anh Nguyệt sẽ giới thiệu đến các bạn đây chính là chiếc giường gấp gọn GoCam, một sản phẩm rất là tiện dụng, đặc biệt là đối với những văn phòng hay là các bạn vẫn thường xuyên hay đi business. Và sự tiện dụng của nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng xem ngay sau phần intro nhé. Ở đây có một cái sợi dây là mình có thể mở ra, rồi các bạn chỉ cần bung cái giường ra. Rồi các bạn chỉ cần ấn thật là mạnh vào cái phía những cái phía móc nối của thanh giường là sẽ thẳng rồi. Sau khi mà mở hộp thì các bạn sẽ có được sản phẩm. Đây là một cái giường, mình không có thêm một cái phụ kiện nào hết ngoài trừ một cái túi để đựng cái giường này khi mà mình xách đi đâu xa. Các bạn cũng có thể thấy là chiếc giường này được làm với cái thiết kế rất là nhỏ gọn và được gấp lại rất là tiện dụng luôn. Kích thước mà khi mà mình gấp lại là chỉ có 25 x 15 x 103 cm thôi, cho nên là mình có thể gấp lại rồi mình lưu trữ ở một cái nơi nào đó trong nhà mà mình có thể để rất là gọn gàng, ví dụ như trong góc tủ hay là gầm giường gì đó, nếu như mà các bạn sử dụng cái này để mang đi xa. Và đối với loại giường gấp gọn này thì hiện tại bên mình đang phân phối hai loại, là loại có đầu nghiêng 25 độ và loại thẳng. Tùy vào nhu cầu sử dụng mà các bạn có thể lựa chọn loại thích hợp với mình. Và điều đặc biệt là cả hai loại đều giống hệt nhau về kích thước cũng như là chất liệu. Và vật liệu được làm nên chiếc giường gấp gọn này, các bạn cũng có thể thấy là với vật liệu là vải ốc phát 4x4 thì cái bề mặt của chiếc giường rất là mịn, rất là thoáng mát, cho nên là chúng ta nằm thì sẽ không có bị hâm nóng ở phía lưng, và đặc biệt là rất là mát và thoáng, mang đến một cái thẩm mỹ rất là cao với cái màu sắc đơn sắc là màu xám rất là sạch. Và chiếc giường này với chiều dài là khoảng 1m9 và nặng 7kg, chính vì vậy chúng ta có thể rất là dễ dàng trong cái việc là di chuyển. Và các bạn cũng có thể thấy là với đường may là hai lớp được gia công khá là tỉ mỉ, cho nên là với cái lớp vải này thì sẽ mang đến độ bền rất là cao. Khung giường được làm bằng ống thép với cấu trúc là đa tam giác, có khả năng là hỗ trợ và chịu lực rất là cao. Và chiếc giường gấp gọn này thì có thể chịu cái trọng lực lên đến là 150kg. Các bạn cũng có thể thấy là chiếc giường này được thiết kế với 10 chân hỗ trợ. Những cái chân này tiếp xúc sát với mặt đất và được móc nối với nhau bằng một cái miếng nhựa được phủ bằng lớp PE. Với cái miếng nhựa này thì sẽ giúp cho giường sẽ không có bị rung lắc. Và đặc biệt là khi mà chúng ta bung giường ra thì những cái chân được móc nối ở dưới này sẽ kết nối với nhau bằng những cái miếng nhựa đó, để cho nên giường của chúng ta có thể chắc chắn hơn. Và các bạn cũng có thể nhìn thấy một cái điểm rất là hay ở chiếc giường này, đó chính là ở cái phần đầu nằm được thiết kế nghiêng với góc là 25 độ. Chính vì vậy chúng ta có thể nằm đây vừa có thể là đỡ mỏi vai gáy, và đặc biệt là có thể giúp cho chúng ta nằm đọc sách hay là nằm đọc điện thoại cũng đỡ bị mỏi và không cần sử dụng đến gối. Và nếu như mà bạn nào mà chúng ta muốn nằm cao thì có thể đặt thêm một cái gối mỏng, thì như vậy sẽ không có bị ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của chúng ta khi mà chúng ta nằm trên chiếc giường này. Ban đầu thì mình đã hướng dẫn các bạn để có thể mở chiếc giường ra, còn bây giờ thì mình sẽ gấp lại nhé. Cách gấp lại cũng rất là đơn giản, các bạn cũng có thể thấy là ở đây có những cái sợi dây. Đây là những cái sợi dây đôi để có thể trợ lực cũng như là khi mà chúng ta gấp lại thì sẽ dễ dàng hơn. Các bạn chỉ cần bắt thật là mạnh ở phía hai đầu. Rồi, bây giờ thì cái giường của chúng ta đã rất là gọn gàng rồi, các bạn chỉ cần để lên rồi quấn lại bằng cái sợi dây như lúc nãy mình đã giới thiệu. Đây chính là sợi dây để có thể định hình lại chiếc giường của chúng ta cho nó gọn gàng. Rồi sau mình bỏ bao nha, bỏ bao đem cất nha.
Sau khi mà trải nghiệm và tìm hiểu những chi tiết trong chiếc giường này thì mình thấy đây là một sản phẩm rất là phù hợp với những bạn làm văn phòng, rồi những bạn đang ở trong một cái gia đình có không gian nhỏ thì chúng ta có thể mua về và gấp gọn lại khi mà chúng ta không có nhu cầu sử dụng nữa. Và sản phẩm này hiện tại đang được bán tại hai chi nhánh của Chín Tàu Mobile. Các bạn có thể đến đây và xem chi tiết rõ hơn về sản phẩm. Còn đến đây thì video của mình cũng đã hết rồi. Các bạn hãy nhớ like và subscribe cho kênh video của Chín Tàu Mobile nhé.